Và Gia Lai cầm gì? Folesian, một kèo khá hay, một kèo baby fo. Baby nếu nhờ cái kèo solo ở Mapla này thì Folesian sẽ là một loại quân được đánh giá là tuyển hơn so với baby. Khi mà các cái loại quân của hai cái quân này thì đều có như nhau cả. Folesian cũng có những con chém, cũng có những con lạc đà, cũng có những con sọc đơn và cung R, cung A. Và Babylon thì cũng như vậy. Nhưng Folesian là loại quân mà lông dân của nó chặt gỗ nhanh hơn. Thu sinh 92. Ở 92 thì đừng gọi mình là chú, ngại lắm. Vâng, mình có vợ rồi. Nhưng nếu bạn gái nào có nhu cầu thì mình vẫn có thể tiếp bình thường, không sao cả. Và hai cái loại quân đều có những cái đơn vị quân là như nhau, không khác gì nhau cả. Tôi đang nói ở đời 3. Sự khác biệt là ở Folesian tuyển hơn là đó là Folesian có khả năng chặt gỗ tốt hơn thôi. Mình sinh năm 93, đã có một vợ và một con. Và cháu năm nay đã tròn 2 tuổi, hơn 2 tuổi rồi, khoảng 25 tháng tuổi. Nếu như Babylon một kèo đánh đua phát triển và đánh cung A với Folesian thì Babylon nhiều khả năng là thua chặt. Bởi vì các bạn có thể thấy sức phát triển của Pho thì nó là kinh khủng mà. Nó có thể tăng A ra ruộng một cách rất là nhanh và nhiều. Bởi vì cái lượng gỗ mà Folesian có thể làm được nó khác biệt hoàn toàn so với Babylon. Nhưng các bạn có thể thấy bây giờ Babylon của Hồng Anh đã bắt đầu có đồ ăn rồi, có thêm đồ ăn, có quả phụ và thêm một bầy hiêu nữa làm ở vị trí sát cánh rừng. Ở nhà mình thì có hai anh em trai thôi, lấy vợ có con cả rồi. Nhưng bạn nào có em gái thì cứ thoải mái giới thiệu cho mình. Kiểu như câu chuyện gì nhỉ? Gì mà thị dụng bị bà ấy. Sự tích quả thị à? Đúng nhỉ? Đấy, cứ có em gái giới thiệu cho mình thì mình cũng chỉ dùng để ngửi thôi chứ mình không ăn. Vâng, xin lỗi một vài khán giả nghiêm túc. Mình thỉnh thoảng cũng nói chung là giao lưu và cũng muốn mang lại một vài tiếng cười cho mọi người trong lúc theo dõi các game thủ thi đấu thôi. Nên là nhiều khi sẽ có một vài tình huống mà không kiềm chế được và sẽ nói lan man sang nhiều vấn đề không liên quan khác đến trận đấu. Và rất xin lỗi. Và bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại trận đấu lúc này. Và Hồng Anh đã cắt dân ăn quả phụ, một bãi quả phụ có tới 6 cây dành cho Hồng Anh. Và bầy hiêu kia, tôi nhìn ít nhất là 5 con rồi, một bầy hiêu sát cánh rừng. Liệu trận đấu này Hồng Anh sẽ đánh gì? Hồng Anh đánh 23 dân. Và, à không, vẫn đang xin dân, đóng e rồi. Đã đóng e rồi và đánh chắc là 26 dân bài này. Và một chiếc bet sẽ là mắc binh, một bet nhân 2. Sẽ ăn cả hiêu và nó là một cái vị trí đẹp nhất để ăn rừng. Chưa kích được đời đâu em, cứ từ từ tập trung vào đóng S đẹp và lùa hiêu tên này. Khoảng 10 giây nữa, khoảng 8-1x, Hồng Anh sẽ có thể kích đời. Oklahoma.
Và mình ở Hoài Đức, ở gần trường cấp 3 Hoài Đức B ở Hà Tây cũ, khu gần thiên đường Bảo Sơn, nằm trên đại lộ Thăng Long. Quay trở lại trận đấu rồi, Hồng Anh cũng đang có thể thiết kế được nhà điều kiện chuẩn bị kích đời trong 10 đội 326 dân, không có lực để cộng dân. Lực thực của Hồng Anh chỉ là vừa đủ thôi, không quá khỏe. Nhưng Hồng Anh đã bắt đầu đóng được chiếc bé thứ 3. Hồng Anh quyết định solo cung R với Dài Dài. Và Hồng Anh sẽ quyết định thi đấu song phẳng với Dài Dài trên sở trường của Dài Dài, khi mà Dài Dài là người có khả năng đánh cung R rất tốt. Một kèo đấu sẽ được coi như là một kèo đấu solo cung R. Nó chỉ khác ở đây là solo baby và pho thôi, chứ không phải là solo sen hay là solo AC. Hồng Anh sẽ là người bất lợi hơn khi mà đánh cung với pho. Pho chắc chắn sẽ có lợi thế hơn so với baby rồi. Nhưng đây là một bài mà bài kín của Hồng Anh. Và liệu các game thủ Trung Quốc đánh cung các quân khác như kiểu như là Pho hay Baby hay Summer nó có khác so với đánh cung R sen hay không? Thì chất như vậy chúng ta sẽ kiểm chứng ngay. Chúng ta sẽ biết được kết quả ngay. Là liệu các game thủ Trung Quốc các anh đánh cung R thì liệu quân có phải là quân nào cũng như quân nào hay không? Hay là chỉ có sen các anh đánh mới hay thôi? Vâng, hai của chúng ta ngày hôm nay thì vừa rồi đã xin được bình luận hai trận đấu, đó là trận thiếu thứ tư và trận thiếu thứ năm ở cái kèo solo AC giữa Hồng Anh và Tiểu Thủy Ngư. Và tham lai của Hồng Anh đang vếch lên một chút, dường như Hồng Anh là người lên sớm hơn so với Dài Dài. Tôi nhìn không rõ nữa. Đấy, tôi rất là mệt nhưng mà đêm hôm qua thức cả đêm để làm cái trận để có thể quay cái trận thi đấu giữa một Hồng Anh và Hoàng Minh Nhi bên lớp. Sáng nay lại không được ngủ đủ. Lúc trưa thì chớp mắt được một lúc rồi. Tầm này là đang rất buồn ngủ. Quáng xử lý xong kèo này và đến với chương trình Săn Kim Cương cùng với GV thì tôi cũng sẽ xin phép được về nhà nghỉ ngơi, rất mệt rồi. Bây giờ thì các bạn đã thấy rồi, hôn mã nó là Dài Dài căng cò. Dài Dài anh quyết định đánh hôn mã, và hôn mã của phô đứng đầu của baby, cung R chay của baby, một pha lọt hơi à. Vâng, đây là một cái khu vực dốc lọt ảo là đúng rồi. Và turn đầu tiên của Dài Dài đi hiệu quả hơn so với Hồng Anh. Như vậy là Dài Dài đã chiếm được một chút lợi thế ở thời điểm ban đầu. Vâng, ngựa quen đường cũ, tiếp tục công vào nhà của Hồng Anh bằng con đường cũ đã vào. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, Hồng Anh đã bò bế lại. Và bây giờ các bạn có thể thấy nhà của Dài Dài là một nhà không phải khung đẹp. Các bạn có thể nhìn ở bản đồ con để mỗi chỗ một ít. Vâng, đã kín hoàn toàn khu vực hướng từ nhà hướng sát mép bản đồ rồi. 52-64, tháng 2 của Hồng Anh đang lở không ngừng. Với những bài đánh hôn mã mà gặp phải bài nhà khung như này thì người đánh hôn mã chắc chắn là người sẽ thiệt hơn một chút, khi mà những con sọc đơn nó không thể phát huy được hết tác dụng. Và đây là một pha vẩy e của Hồng Anh. Hồng Anh sẽ bắt được chọn gói cái tơn này, bắt chọn tơn này, không cho Dài Dài chạy.
Tiếp tục là phải e. Vâng, xịt tơn vừa rồi, rất đáng tiếc. Nếu như tơn vừa rồi mà kín được thì Hồng Anh sẽ hoàn toàn có thể công lên ngay. Nhưng Hồng Anh vẫn quyết định công lên sau khi đã chiếm được rất nhiều lợi thế rồi. Vâng, voi nó đang húc cùng lờ kìa. Vâng, con voi nó cứ đuổi theo nó húc không. Cung R của Hồng Anh đã có cái giáp 2. 57/7, 12. Vẫn đang vắt cung là rất đều. Vậy là Hồng Anh vẫn không lọt, chưa có dấu hiệu bị bị lọt vào bởi dai dai. Và dân nhà chính vẫn đang được vắt ra đều. Lại một pha nữa mà Hồng Anh bắt được quân, rất nhiều quân của dai dai. Khu vực này sẽ một khu vực mà Hồng Anh sẽ rất dễ để có thể đấu cung, đấu quân với dai dai. Khi mà những cái con sọc đơn nó sẽ đập mặt vào những cái vực, những cái bờ vực cũng như những cánh rừng, rất khó để tiếp cận được những cái cung lờ của Hồng Anh. Và Hồng Anh đã bắt đầu nâng cấp được trận cố 2 rồi. Để lây chờ và ốp nhà quân luôn. Hồng Anh đang muốn đứng thế đẹp nhất để có thể đối chọi với dài dài. Vâng, lọt nhà. Lọt nhà rồi. Lọt nhà Hồng Anh. Đâu bây giờ thì quá khó dành cho dài dài rồi. Tỷ số là 2-0 trong kèo đấu gian đùm trước Hồng Anh và dài dài. Một trận thi đấu mà dài dài anh đã vận dụng cái bài hôn mã, đó là thế mạnh của mình. Nhưng hơi đen cho dài dài là nếu như đánh hôn mã mà gặp phải những cái khu vực đấu quân nó kiểu như này thì hôn mã thua chặt. Bởi vì nó không có khả năng tiếp cận được những cái con cung lờ của Hồng Anh. Rất khó để tiếp cận. Vâng, đánh hôn mã nó có cái lợi thế là những con sọc đơn nó sẽ lao vào, nó hút đam, cũng như nó dễ đảo hơn để cung lờ đứng sau bắn chùa. Nhưng đây là một bài mà Hồng Anh ôm được gỗ và khỏe bền nực. Nhà thì khung và đẹp hơn so với dài dài. 2-0, chúng ta đến với trận đấu thứ 3.